Trời chẳng mưa nhưng đường vẫn ngập. Ai chắc tay lái thì may mắn đi qua không ngã, còn yếu tay lái thì đành xuống giác bộ giữa dòng nước. Còn không, vướng phải những ổ voi ngầm dưới nước thì mắc kẹt lại như thế này. Việc những chiếc xe đi ngang qua đây và gặp tai nạn bị mắc lề như thế này không còn là câu chuyện hiếm đối với những người dân ở đây nữa. Bởi vì trước kia những vũng nước rất là nhỏ tạo nên những ổ voi, ổ gà thôi. Nhưng bây giờ thì toàn bộ đã đều được gộp lại và tất cả đã biến thành một con kênh giữa con đường như thế này. Xe lớn thì mắc kẹt, còn những xe máy nhỏ thì buộc phải đi dạt vào hai bên đường, nơi mà người dân đã phải đổ đất lên để ngăn nước tràn vào nhà để tránh nguy hiểm cho người đi đường. Lần nào qua đây cũng là sình lầy hết á, nhiều khi nó sâu quá không qua được luôn nữa. Nước lên láng từ đường vào nhà, nên người dân đành tìm cách ngăn nước không chảy vào nhà bằng việc đổ đá xà bần trước cửa. Và điều này vô tình khiến cho con đường bị đọng nước nhiều hơn. Nhiều lúc mà con đi chở đi nó té.